Một hũ như vậy là có bao nhiêu ạ anh? Một hũ bánh mì á, 20.000 một hũ ha. Và bây giờ là 1 giờ khuya rồi, mình thì đang lưỡng lự là có nên chăng. Mình hỏi cái bà đi kế bên mình đưa xe nữa, bà lắc đầu rồi, đã buông súng rồi, đang suy nghĩ. Nhìn ngon quá, đứng đây rất là thơm nha nhà. Mà buổi tối này ăn thì khói nè. Là một bánh mì thịt nướng cái gì ạ? Bánh mì thịt nướng này là bao nhiêu một ổ ấy? 20 ngàn một ổ vậy ơi. Nhìn thôi nhận cho em một ổ đi. Để em quay anh cây nhận bánh mì. Cái này chắc cắt lần tư ha, người ăn cái gì vui. Nhưng mình xong hết. Giờ nói chung là anh em cũng đang rất là no rồi. 3 miếng thịt quý vị ơi, rất là nhiều quý vị. Nhưng mà gọi là ủng hộ anh, cái ngồi lia quay quá trời mà ủng hộ cho một bát một ổ. Và bây giờ sẽ đề nghị các lâm tư, mọi người đều phải nhận cái vai trò là ăn. Đúng rồi, trước còn chỗ này thì đấy, bỏ vô bên 20.000 ha nha. Đây 20.000. 1 giờ tối nha nè. 1 giờ sáng ngày hôm sau rồi. Bánh mì hôm mà anh mua được ăn ngon không? Ừ. Hôm sau anh đi quay nhà mới ăn cháo ra mua bánh mì ăn ngon. Hôm nào nhóm đi chơi mua mấy ổ. Ừ. Thấy cái này cũng ngon kìa. Nó hơn mùi mùi gì? Bơ á. Thịt thì khá là mềm á, đâu bị cứng ta. Không? Ừ. Xong. Rồi tư ổ bánh mì. Tự dính gì cục. Chịu không cài. Rồi bây giờ cái hỏi đi về. Ở bên đây là anh nè. Ngồi giữa dạ, bây giờ thì mọi người đã ăn sáng xong. Và bây giờ chúng ta lại đi ra lấy xe. Đi về. Mọi người cũng nhà cái gì ấy. Rồi, bây giờ thì cá hội đi lấy xe ở nhà nhà gửi xe sân khấu Sen Hồng nè. Ở chỗ này thì được giữ coi như là 24/24 luôn. Bây giờ mọi người đi qua đường. Đi qua đường vào giờ tối, không đi qua vạch màu trắng luôn ha. Vạch cho người đi bộ luôn. Đây, chỗ bãi giữ xe đó là kế khu chợ ẩm thực dưới lòng đất ha. Taka Plaza. Bãi giữ xe 24 giờ. Giữ xe 24 giờ. Ở trong đây thì xe quá trời luôn. Này, xe gì mà xe. Máy ở ngoài trời ha. Không có máy. Này, kế bên là Taka Plaza, khu chợ trong lòng đất. Đây cái máy của Taka Plaza nè. Ở bên đây đến mấy ông bảo vệ hỏi mình là quay cái gì. Mình nói quay cái máy. Ơ quay vô trong đây luôn nè. Ấy, tới quay xe nè. Xe quá trời luôn ha. Bên đây nè, bãi dưới xe Sen Hồng. Có đường dây nóng luôn. Giữ xe ngày 5.000
đêm 6.000, qua đêm là 11.000 nha. Và đây là lối vào. Ok, người chị yêu của mình đã chạy xe ra rồi và hai chị em sẽ đi về đây. Ok, kết thúc một buổi tối đi phố Bùi Viện, ăn bánh mì, một ổ chia làm 4 cho team Vlog Sài Gòn. Và bye bye cả nhà nha, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Hãy nhấn like nếu thích video nha. Bye bye.